Ngày 25 tháng 11, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Miêu điều tra vụ người đàn ông ép người khác uống thuốc độc tự tử trong nhà nghỉ. Thông tin ban đầu, sáng ngày 22 tháng 11, người đàn ông, 39 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cùng một phụ nữ 30 tuổi, trú tại huyện Y Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, đến nhà nghỉ ở thị trấn Đắk Miêu, huyện Đắk Miêu thuê phòng. Tại đây, người đàn ông cầm súng và dao đe dọa, ép chị này phải uống thuốc trong chai nhựa màu xanh, nghi là thuốc cỏ cháy. Quá sợ hãi, nạn nhân uống một ngụm nhưng nhổ ra ngay. Thế vậy, người đàn ông nổ súng nên nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này, người đàn ông xông vào và nổ súng trúng vào tay nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng, thì người phụ nữ chạy thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng người đàn ông cố thủ trong phòng, uống thuốc trong chai nhựa màu xanh, nhưng được công an thị trấn Đắk Miêu khống chế đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai người có mâu thuẫn về tình cảm.